Rồi, chào anh em, chào tất cả bác đam mê âm thanh trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Thì hôm nay Hoàng Mạnh Audio lại tiếp tục cập bến được hai bộ dây loa của hãng Kimber, một thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Và em xin lưu ý hàng này là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng nha. Chứ hàng mới của nó thì cực kỳ là mắc nha. Đó, và dòng này bên em về được hai bộ, nhưng một bộ đã có một bác là đặt rồi nhé, bác khách quen của em, và bên em chỉ còn một bộ thôi. Đó, và những dòng nhây dây như thế này thì nó rất là hiếm nha, rất là hiếm. Thì bữa trước bên em cũng có về được một cặp và một bác ở Thủ Đức đã lấy rồi. Thì hôm nay em lấy được hai cặp thì em lại tiếp tục làm video đó. Nhưng hai cặp thì có một bác đặt rồi nhé, còn một cặp thôi. Và khi các bác mua bộ dây này thì lần này bên em có tặng những chiếc giác như thế này, những chiếc giác chuyển từ mỏ chim ra càng cua như thế này nhé, của hãng CMC, một thương hiệu vô cùng là nổi tiếng của Mỹ nhé. Và những chiếc giác như thế này thì nó bằng đồng 100% và được mạ van titanium sáng bóng rất là đẹp nhé. Đó, và khi các bác mua rồi một cặp như thế này, giá của nó là 290 ngàn một cặp nhé, 290 ngàn được bên em gắn đuôi chuột như thế này, đuôi chuột là dây van đen hui nhé. Đó, và khi các bác mua bộ dây này thì bên em tặng kèm luôn để cho bác về sử dụng cho hệ thống audio của mình để nó đạt được chất lượng tốt nhất. Và bây giờ em sẽ giới thiệu dòng dây loa. Thì nhìn ngoài thì nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp nha, đẹp và chất lượng. Đó, đây, model của nó là Kimber này, Kimber, model là KS3040 Speaker, Made in USA, hàng đã sử dụng nhưng đang còn rất là đẹp, rất là mới nha, rất là mới. Và nó sử dụng cái giắc là giắc càng cua của hãng VKBT của Đức nhé. Đây, cái đầu giắc của nó rất là bóng, rất là bóng, rất là sáng nha. Nó rất là bóng, rất là sáng và rất là đẹp. Đó, dòng dây vô cùng là chất lượng. Và một bộ của nó là như thế này, mỗi dây dài 2,5 mét, hai cục chống nhiễu, ngoài cùng là nó được bọc một lớp giác da rắn này, rồi đến một lớp bảo vệ này. Nó cầm mấy dây rất là chắc chắn, rất là chất lượng. Chất âm thì em test thử rồi, rất là hay, âm thanh của nó thì quá là ok. Đó, với những cặp dây như thế này thì các bác có thể về phối ghép với những dàn là trên 80 triệu á, thì chất âm của nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Cải thiện rất là nhiều nhá. Nó tiếng của nó sẽ chi tiết ấm hơn. Đó, đánh tiếng nó sắc nét hơn rất là nhiều. Rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Cục chống nhiễu của nó nhá, cục lọc nhiễu này. Đó, rất là xịn. Và em sẽ báo giá nha. Cặp này bên em để cho bác với giá là tốt nhất, là giá là 9 triệu 500 ngàn. Bên em có tặng kèm một bộ giắc chuyển như thế này. Bác nào không lấy giắc chuyển thì bên em sẽ bớt nhé. Đó, một bộ như thế này gồm hai dây như thế này nhé, mỗi dây dài 2,5 mét. Thì em để cho bác với giá là 9 triệu rưỡi nhé. Rồi, mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại Zalo của em là 0969 569 157 nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Đó, các bác, và dòng này là dòng cao cấp thì các bác khi mua hàng thì các bác có thể đặt cọc cho em một ít nha. Đặt cọc cho em 500 ngàn thì bên em sẽ ship hàng ra cho bác, và các bác kiểm tra rồi thanh toán
còn lại cho bên nhân viên giao hàng nhé. Rồi, chào bác, hẹn gặp bác ở các video tiếp theo.